Tập đoàn Lazada đang tiến hành cắt giảm nhân sự, bao gồm cả nhân sự cấp cao ở các thị trường Đông Nam Á. Thông tin đăng tải trên các trang tin tại Singapore đang thu hút sự quan tâm của ngành công nghệ trong khu vực. Trang The Edge cho biết có khoảng 1/5 nhân viên Lazada tại Malaysia bị cho thôi việc. Còn theo nguồn tin của Tech in Asia, thì trong tổng số 8.000 đến 10.000 nhân sự của Lazada, có khoảng 30% sẽ bị ảnh hưởng. Trả lời VTV Money, đại diện truyền thông Lazada Việt Nam không bình luận về thông tin cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, bác bỏ thông tin gian hàng chính hãng Lazmall sẽ dừng hoạt động tại Việt Nam mà các trang tin Singapore đăng tải. Tin tức về đợt sa thải quy mô lớn tại Lazada ở Singapore một lần nữa cho thấy là làn sóng cắt giảm chi phí tại các tập đoàn công nghệ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi là Chinh Vũ và đây là Chuyển động Kỳ Lân. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, thời điểm có thông tin Lazada cắt giảm nhân sự, gã khổng lồ Google cũng thông báo cắt giảm hàng trăm nhân viên thuộc các bộ phận Google Assistant hay thiết bị phần cứng. Công ty công nghệ đứng sau ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo với hơn 500 triệu người dùng cũng quyết định cắt giảm 10% lao động thời vụ để thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Làn sóng cắt giảm chi phí, nhân sự đã bắt đầu từ năm 2023, đang tiếp tục diễn ra, cho thấy ngành công nghệ vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi dự báo sự bất định vẫn còn ở phía trước và rõ ràng các nhà đầu tư không thích điều này. Các công ty công nghệ cần gọi thêm vốn trong vòng 12 đến 18 tháng tới cũng hiểu rằng họ sẽ đối diện với khó khăn hơn để được rót vốn. Rất nhiều công ty đã cắt giảm chi phí, bao gồm mọi thứ từ chi phí marketing cho đến nhân sự. Tình trạng này xảy ra từ Mỹ cho đến Đông Nam Á. Dòng vốn mạo hiểm chậm lại, niềm tin của nhà đầu tư với các startup bị thách thức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các Kỳ Lân, vốn là các công ty công nghệ đã được định giá từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Các báo cáo năm 2023 cho thấy tốc độ tăng trưởng Kỳ Lân giảm mạnh, chỉ tăng 8,5% so với năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng cùng kỳ những năm trước đó là 67% và 80%. Số lượng công ty Kỳ Lân mới trung bình hàng tháng của năm 2023 cũng đánh dấu mốc thấp nhất trong vòng hơn 4 năm qua. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng kiểu hoàn cảnh như hiện nay sẽ tạo ra một hệ sinh thái công nghệ lành mạnh hơn cho thị trường. Thẳng thắn mà nói, thì những năm gần đây, ngành công nghệ là một bong bóng quá lớn, bao gồm ở những thị trường đang phát triển như Indonesia hay Ấn Độ. Có trường hợp định giá doanh nghiệp bị giảm đến 70-80% so với giai đoạn trước. Ở góc nhìn tích cực, giới quan sát cho rằng chính các động thái cắt giảm chi phí mạnh mẽ sẽ giúp các công ty công nghệ nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng của mình trong bối cảnh hiện nay. Như trường hợp Sea, tập đoàn mẹ của Shopee, sau khi mạnh tay cắt giảm 7.000 nhân sự cùng một loạt chi phí lớn nhỏ trong năm 2022, tập đoàn này đã cải thiện tình hình, ghi nhận 3 quý có lợi nhuận liên tiếp, trước khi lỗ trở lại vào quý 3 năm 2023 với lý do được công ty nhận định là vì thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Hầu hết các Kỳ Lân công nghệ của Việt Nam đều nổi lên với mảng kinh doanh B2C, nghĩa là hướng đến người dùng cuối. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà nguồn vốn trở nên đắt đỏ, thì mảng kinh doanh này không còn hấp dẫn như trước vì đòi hỏi tỷ lệ đốt tiền phải cao để có thể thu hút được từng người dùng cá nhân. Chính vì vậy mà thời gian gần đây thì các công ty Kỳ Lân có xu hướng là tìm đến một vịnh trú bão mang tên là B2B, nghĩa là mảng kinh doanh hướng đến các khách hàng doanh nghiệp. Mở quán cà phê trong năm nhiều khó khăn, anh Thành vẫn chấp nhận chi một khoản đầu tư cho phần mềm để số hóa việc vận hành. Anh cho biết chi phí này không rẻ, nhưng về lâu dài sẽ có nhiều lợi ích. Giảm được đến 2/3 sức người cho những công việc nhập liệu thống kê so với không đầu tư. Có những cái chương trình chăm sóc khách hàng mình cài sẵn ở trên máy. Ví dụ như thẻ tích điểm nè, và mỗi một lần sử dụng xúc một cái ly nước ra thì nó sẽ tự trừ. Và cuối kỳ mình chỉ việc xúc một cái bill ra bất cứ một cái thời điểm nào thì mình sẽ biết được cái lượng hàng tồn kho mình là bao nhiêu. Trong cùng một cái thời điểm mình đã bán hàng được bao nhiêu. Một trong những cái điều quan trọng giống như phân khúc chúng tôi nhắm tới đó là chuỗi. Thì họ cần một cái sự đồng nhất, cái hệ thống có dữ liệu tập trung hơn, chuẩn hóa hơn và kết nối từ cái việc bán hàng cho đến cái việc quản trị doanh nghiệp bên trong. Vì hệ thống của chúng tôi chạy được trên các cái nền tảng về cloud, do đó là chi phí về đầu tư các cái hạ tầng hay là chi phí đối diện với các rủi ro liên quan đến máy chủ hay là các cái đường truyền thì nó sẽ tiết kiệm, nó tối ưu hơn rất nhiều. Không chỉ là giảm chi phí, việc đầu tư hệ thống định danh điện tử đã giúp công ty quản lý quỹ này tăng gấp 10 lần số lượng khách hàng chỉ trong một năm. Nhờ công nghệ, việc định danh người dùng mở tài khoản đầu tư giờ trở nên đơn giản với vài thao tác trên điện thoại, tạo ra cú hích mới cho kinh doanh. Rất là tập trung vào câu chuyện chuyển đổi số, đưa vào công nghệ eKYC, khi đó là dùng TrueID của VNG. Khi mà các cái bên họ chưa chuyển đổi số kịp,
thì họ vẫn tốn nhân lực và tốn rất tốn thời gian của khách hàng để họ để định danh, để gọi chúng tôi gọi là onboard KYC ấy. Thì nhưng với Dragon ấy, thì cái việc định danh khách hàng và onboard ấy, nó chỉ mất chỉ khoảng 3 phút. Vì thế cho nên là cái chúng tôi có thể rất là dễ dàng đưa cái giải pháp đầu tư chúng tôi lên nhiều môi trường khác nhau và tiếp cận nhiều lớp khách hàng hơn mà trước giờ chúng tôi chưa làm được. Nửa đầu năm 2023, lượng vốn mạo hiểm vào Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm, chỉ còn 600 triệu đô la Mỹ, ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên đáng chú ý là các thương vụ có quy mô ở mức vài chục triệu đô tại Việt Nam những năm gần đây, phần lớn đều là của các startup làm về B2B, cho thấy B2B đang ngày càng được giới đầu tư quan tâm. Theo giới phân tích, các điều kiện thuận lợi như thương mại điện tử phát triển, các chính sách về áp dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt đã giúp gia tăng nhu cầu thị trường về các giải pháp công nghệ B2B. Nhận thấy cơ hội này, từ năm ngoái, Kỳ Lân Công nghệ VNG đã tập trung đầu tư hơn cho mảng B2B với nhóm sản phẩm xoay quanh 3 công nghệ cốt lõi. Doanh nghiệp cho biết đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2 con số nhờ khai thác được các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nội. VNG Digital Business mình tập trung 3 cái mảng chính là Cloud, AI và Security dựa vào cái năng lực của mình. Thì cái việc mà có một cái one stop shop mà có thể giải quyết được 3 cái bài toán lớn đó cho doanh nghiệp ấy, thì là nó thuận lợi cho khách hàng hơn rất là nhiều. Năm vừa qua ấy, thì thấy có một cái xu hướng là thay vì dùng các cái giải pháp ad hoc từng cái vendor như vậy và đặc biệt là các cái giải pháp khá là tốn tiền của nước ngoài, thì một cái xu hướng là nhìn thấy các cái doanh nghiệp Việt Nam họ tìm đến những cái công ty như VNG Digital Business để cung cấp các cái giải pháp mà với chi phí hợp lý hơn cho các cái nhu cầu của họ. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để thúc đẩy các mô hình đổi mới sáng tạo mở, nghĩa là kết nối startup giải quyết các bài toán thị trường thực tế được các doanh nghiệp lớn đặt ra, từ đó tạo ra vốn, tạo ra nguồn thu từ doanh nghiệp lớn cho các startup. Chúng tôi cũng đang nỗ lực đưa ra những cái sáng kiến về các cái chương trình hợp tác, liên kết công tư giữa các vườn ươm, các trường đại học cùng với các cái tập đoàn lớn và các khu vực tư nhân, tranh thủ được cái nguồn vốn hiện có ở chính trong nước mình. Dù có cơ hội, nhưng mảng B2B cũng không nằm ngoài bối cảnh khó khăn chung. Lãi suất ở mức cao khiến không ít doanh nghiệp cân nhắc bài toán chi phí cho các giải pháp, kéo dài thời gian quyết định mua hàng của doanh nghiệp, khiến các công ty B2B gặp thách thức hơn để mở rộng thị trường. Một số công ty giải pháp cho biết thực tế tăng trưởng ở nhóm các hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ đang không đạt kỳ vọng.